À, cái tính năng AI về ảnh sản phẩm nghĩa là gì? À, khi mình có một cái dòng sản phẩm nào đó, à, mình muốn quảng bá nó. Rồi, cái việc đầu tiên của nó là gì ạ? Nó sẽ xóa phông nền cho mình, tự động xóa phông nền cho mình. Sau đó là gì ạ? À, nó đưa cái sản phẩm này vào những cái phông nền rất là đẹp. Đây là những con AI bình thường anh chị em ạ, phải sử dụng, anh chị em phải bỏ rất là nhiều tiền để mà bỏ bỏ tiền ra để mà mua cái quyền để mà sử dụng cái con AI có thể đưa sản phẩm với các cái phông nền khác nhau rất là chuyên nghiệp. Được chưa ạ? Nó rất là tiện luôn. Đấy. Rồi. Đấy, đây là nền AI nhé. Đấy, nó còn nhiều loại nền khác nữa. Đó. Rồi, ngoài trời mình có thể đưa nó ra ngoài trời. Như vậy là gì ạ? Mình không cần phải thuê studio để chụp cái ảnh sản phẩm cho mình cho nó đẹp, cho nó long lanh. Mình dùng ngay CapCut thôi. Được chưa ạ? Trên điện thoại thôi. Mình chụp một vài tấm ảnh sản phẩm, sau đó là mình đưa lên. Đấy, là ngay lập tức mình sẽ có những cái ảnh sản phẩm rất là đẹp. Đó. Được chưa ạ? Cực kỳ là đơn giản. Đấy. Ai mà đang bán những sản phẩm nào đó mà mình muốn có những tấm ảnh đẹp ấy, thì mình làm cái những cái bước đơn giản như này, được chưa ạ? Là mình có thể có những cái sản phẩm rất là ok. Đó, anh chị em thấy không ạ? Đấy, nha. Quầy hoa tươi này, đấy, ví dụ vậy. Rồi, sau đó thì mình xuất thôi, nha. Bao nhiêu anh chị em thấy cái tính năng này của CapCut cũng khá là hay thì comment là số 2 giúp ạ.